Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Nếu là lần đầu tiên các bạn vào kênh thì đừng quên subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Nếu một ngày đẹp trời các bạn vào trong máy tính của các bạn và nhìn thấy dung lượng OC đã bị đầy, các bạn không hiểu vì sao dung lượng OC của các bạn đầy và cách khắc phục nó như nào thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục hiệu quả 100% khi mà ổ C máy tính bị đầy. Trên mạng hiện tại có rất nhiều các cái clip hay video hướng dẫn các bạn khắc phục khi mà dung lượng ổ C bị đầy. Tuy nhiên thì mình thấy nó hiệu quả nó cũng không được cao và nó cũng không được đáng kể. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục và tăng cái dung lượng ổ C một cách hiệu quả nhất nhé. Chỉ vài cái thao tác đơn giản các bạn có thể làm được nhé. Đây là cái OC của mình. Thì các bạn kích chọn vào OC cho mình. Trên thanh tìm kiếm các bạn gõ cho mình cụm từ size 2 chấm Gigantic. Các bạn ấn chọn và máy tính sẽ tìm kiếm cho các bạn các cái file rác ở trong cái OC có dung lượng là lớn hơn 128MB nhé. Đây là những cái file rác khiến cho cái OC của các bạn bị đầy. Đây là toàn bộ những cái file rác. Các bạn chờ nó tìm kiếm toàn bộ những cái file này nhé. Đây, toàn 2GB rồi. 1GB và mấy trăm MB, từ 128MB trở lên. Thì cách khắc phục thì các bạn quét chọn cho mình toàn bộ những cái file rác này nhé. Đây là toàn bộ cái file rác mà nó đã lưu ở trong cái ổ C. Các bạn nào quét chọn toàn bộ cho mình và xóa nó đi thôi. Các bạn chờ để xóa những cái file rác này đi thì cái dung lượng OC của bạn thì sẽ được giải phóng. Ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra luôn nhé. Xanh luôn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video của mình có ích thì đừng quên subscribe kênh theo dõi video mới nhất của mình nhé.